Đón mừng toàn thể quý vị khách quý, quý thân bằng, quý thuộc đã đến với buổi lễ du quy của cháu Quỳnh Giao hôm nay. Và ngày hôm nay cũng được sự hiện diện của tộc họ nhà trai đến từ Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ, nơi đã đẳng sinh ra những chàng trai ưu tú và tài năng. Và hôm nay một trong những người con trai đó là con rể của quê hương Đồng Tháp chúng tôi. Dạ con xếp ạ. Con xếp từ tôi cũng xin thay mặt cho gia đình xin kính trình cái lễ kính Phật và ngài Bái Đường xin quý ông và quý bà chứng lễ. Ở đây thì có hiện nay thì ông nội bà nội đã đi về cõi Vĩnh Hằng thôi, chỉ có bà Tám thôi. Thôi bây giờ mời bà Tám uống miếng rượu chứng lễ bà Tám. You put a crack in your shadows, and you told me it's okay to be the light. You don't have to swim in the shallows, no, no. And I wanna get drunk with you when we lie so still, but you're taking me places, holding me onto you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you. Then it was you. Then it was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. Speakers, our heart a little clearer. We're about to go up, baby,
the letters. Kính thưa với ông bà cô bác cùng thân bằng và quyến thuộc trong buổi lễ lại xuất giá hôm nay, phần kính Phật và bái gia tiên đã xong thì sau đây tôi cũng xin thay mặt cho gia đình xin kính trình cái lễ bái tộc. Xin quý ông và quý bà chứng lễ. Hồi nãy thì hai bà ngoại rồi, thôi bây giờ mời hai ông chủ hôn hội nhà trai cũng như chủ hôn hội nhà gái nếm rượu chứng lễ nha. Mời hai em. Rồi hết 100% đi. Rồi hai ông vui quá tuyệt vời. Phải nói là 100%, có nghĩa là hạnh phúc của hai cháu sẽ được 100%. Thì rồi, qua phần kính họ của cô dâu thì sau đây tôi cũng xin thay mặt gia đình xin giới thiệu ông bà cô bác cùng thân bằng quý thuộc của tập họ nhà gái để cho cháu Quỳnh Giao nó đền ơn đáp nghĩa và những tình cảm ưu ái của quý ông quý bà cũng như quý thân bằng quý thuộc đã dành cho cháu từ trước tới nay. Ông chắc không ai thì hiện nay là ông nội bà nội dây cáp ông thì đã đi về cõi Vĩnh Hằng hết rồi. Hôm nay chỉ có bà Tám thôi. Bà Tám kể như là cũng như là đại diện cho bà ông nội. Ông nội rồi thôi bây giờ con rót rượu đi con. Rót rượu từ hiện đi dây cáp bà thì chỉ có bà Tám. Bà Tám năm nay thì U80 rồi, nhưng mà nó tóm lại là sức khỏe rất hạn chế, nhưng mà trong ngày vui trọng đại của đứa cháu thân yêu của mình là cháu Quỳnh Giao, bà vẫn sắp xếp để đến tham dự buổi lễ hôm nay. Phải nói đây nói thật sự là một điều vinh dự cho gia đình nói chung và nói riêng là hạnh phúc của cháu Quỳnh Giao. Vậy ngày hôm nay cháu Quỳnh Giao sẽ dâng rượu cho bà Tám. Bà Tám uống miếng rượu để cháu đền ơn đáp nghĩa và những tình cảm ưu ái mà bà Tám đã dành cho cháu Quỳnh Giao từ trước tới nay. Rồi dạ con lại giúp bà ngoại luôn coi. Trời ơi bà ngoại sắp xếp vô đây được rồi. Thôi bà ngoại uống miếng rượu để cháu đền ơn bà ngoại. Bà ngoại rồi biết bà ngoại. Rồi thôi bà ngoại hết 100% luôn đi. Ôi cảm ơn bà ngoại rất là nhiều. Dạ. Rồi sau đây bà ngoại có vài lời chúc mừng với cháu Quỳnh Giao. Chắc có lẽ bà ngoại thì cũng có nhiều kinh nghiệm trường đời cũng như là trường tình, thì chắc có lẽ hôm nay thì truyền đạt lại hết nha, không giấu nghề nha. Xin chúc cho hai họ được nhiều sức khỏe, một năm mới được tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng, như ý các tường, các tường ý. Và sau thì ngoại cũng nhân dịp hôm nay ngày vui của con, thì ngoại cũng chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc và luôn luôn yêu thương, tràn ngập niềm vui. Và làm ăn thì bây giờ là thật sự là tụi con thì cũng có được điều kiện cha mẹ hai bên, nhưng mà ngoại chúc là tụi con luôn luôn được thành công và may mắn thành trở thành triệu phú ha. Con cháu sau này đầy đông đúc con cháu nha. Đây có món quà để chúc mừng cho hai con. Ông bà ngoại rồi, hỏi bà ngoại còn quà quà gì nữa không ạ? Xin cảm ơn những lời phát biểu hết sức là chân tình của bà ngoại nuôi cháu Quỳnh Giao. Phải nói bà ngoại nuôi là một người làm ăn hết sức là thành đạt của thành phố Sa Đéc. Và hôm nay được dự chắc có lẽ là sau này từ cháu Quỳnh Giao sẽ được được cái hơi của bà ngoại.
bà ngoại là tặng cho cô dâu chú rể là được 100 năm hạnh phúc. Từ năm nay 20 mấy tuổi rồi, thêm 100 năm nữa là 120 năm hạnh phúc. Rồi cảm ơn bà ngoại rất nhiều. Thôi bây giờ cũng xin phép bà ngoại với bà Tám ơi, cho cháu nó xá hai xá ha, bà ngoại với bà Tám chế luôn hả. Thôi cảm ơn bà ngoại với bà Tám rất là nhiều, rất đủ tiếp cho con. Buổi lễ lại sứ giáo hôm nay thì cũng có sự hiện diện của tất cả các bác, các cậu, các dượng. Thì thôi bây giờ chắc có lẽ thì tất cả đều bận tiệc rượu phía trước hết rồi. Thôi bây giờ theo nhu cầu của chú Mực, thôi bây giờ thỉnh bác Sáu đại diện cho tất cả các bác, các cậu, các dượng và bên đàn gái đó là vô đây để cháu dạ mời bác Sáu ơi, bác Sáu ơi. Dạ bác Sáu vô đây, bác Sáu. Dạ cũng như là ngày vui của hai cháu Hoàng Giao và Tấn Đạt. Rồi tôi hai bác cũng không biết nói gì hơn. Rồi cầu chúc cho hai cháu được 100 năm hạnh phúc, thành đạt trong hội lĩnh vực. Rồi cảm ơn bác Sáu rất là nhiều. Bà Hai đây đó hả? Bà Hai bên đây đi, bên đây đi. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, ông bà ta thường nói cây có gốc thì mới sinh cành nảy lộc, nước có nguồn từ nước mới tỏ khắp các rặng sông. Là con người thì ai cũng có tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Cha mẹ là người đã trọn đời khổ sở vì con, nuôi cho con được lớn, lo cho con được vui. Vì con sống thì cha suốt đời lăn lộn, vì con vui thì mẹ gánh hết buồn đau. Đời đắng cay riêng mẹ dấn thân vào nuôi con lớn thường cha héo mòn thâm sáng. 9 tháng khu mang, 3 năm bú ốm. Khi không biết đòi ăn, cha mẹ là người lo cho con từng bát cháo. Khi không biết đồng ngủ, cha mẹ là người thớ hát ru con. Nếu đi vòng một quả đất tròn, không ai mỏi mòn trong con hơn cha mẹ. Cái vòng tay mở ra từ thở bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn khôn. Cha mẹ là người đặt cho con cái tên riêng, tuy cuộc sống không hơn 100 năm lẻ, nhưng cho con dư dả tiếng khóc cười. Ngày nào mà cha mẹ không còn lau nước mắt cho con nữa, thì ngày ấy con đã lập gia đình. Hôm nay là ngày lễ du quy của cháu Quỳnh Giao. Như vậy cháu Quỳnh Giao đã làm tròn được một phần bổn phận của mình đối với cha mẹ, và được thể hiện nhất là ngày hôm nay. Trong ngày vui trọng đại này, để báo đáp công ơn của cha mẹ, người đã tạo cho mình cái hình vóc hôm nay. Vì thế hai ly rượu đầu tiên trong ngày hạnh phúc hôm nay thì cháu Quỳnh Giao sẽ dâng lên cho cha và mẹ để đền đáp công sanh thành và dưỡng dục, là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng nhất trong cái đạo làm người. Everything's alright when you're with me. And I want my favorite thing. Rồi bây giờ đề nghị hai ông bà cùng đi Xin quý khách hãy cho tràng pháo tay để chúc mừng cho hai ông được lễ thảo cho hiền quý vị ơi. Rồi ngồi đứng ngồi xuống. Tình cha mẹ thì biết thế nào diễn tả, như sông dài thì như bể cả ngoài khơi, vàng bài thơ triệu đố hoa hồng cảm tạ, cũng không bằng tình yêu mẹ kính cha. Kính thưa toàn thể cô bác cùng thân bằng quý thuộc, trong buổi lễ xuất giá hôm nay, nhìn qua hình ảnh cháu Quỳnh Giao tỏ lòng hiếu đạo đối với hai đấng sanh thành, chắc hẳn những người chúng ta có mặt hôm nay cũng không ngoài mục đích là mong muốn cho cháu Quỳnh Giao được hạnh phúc 100 năm. Vì thế trong ngày hạnh phúc hôm nay, tôi cũng đề nghị tất cả các thân bằng quyến thuộc ở trong hôn trường cũng như là phía nhà khách phía trước, chúng ta hãy nâng ly và chúc mừng một tràng pháo tay thật dài để thay tiếng pháo quy hôm nay quý vị ơi. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi chúc một ca mời bà Hai Rồi mời bà Hai lên uống rượu để cho cháu đền ơn đáp nghĩa. Mời bà Hai Rồi mời bà Ba luôn bà Ba ơi. Mời bà Ba lên luôn Rồi rót hai ly rượu đi cháu gái con rót hai ly rượu đi. Rồi đó rồi. Rồi bà Ba ngồi kia đi, đứng kia đi. Rồi
Rồi thôi cũng trong cái buổi lễ lại vui hôm nay thôi, bây giờ kính mời hai bà có vài lời gì chúc mừng cho cô dâu chú rể, để cô dâu chú rể coi đó là hành trang để đi đến tuyệt đỉnh của hạnh phúc ạ. Dạ, hôm nay là ngày vui của bé Hồng Giao, bà hai không biết chúc cái gì cho con, chúc cho con được trăm năm hạnh phúc, trong tương lai sự nghiệp thành đạt, gặp nhiều điều may mắn. À, kính thưa quý ông bà cô bác cùng thân bằng quý thuộc, trong buổi lễ lại xuất giá hôm nay, phần lễ lại xuất giá hôm nay đến đây là xong. Một lần nữa thì tôi cũng xin thay gia đình chú Thím Mực chân thành cảm ơn quý khách rất rất là nhiều. Mặc dầu từ những ngày cuối năm thì tất cả chúng ta ai cũng bận bịu với công việc gia đình, nhưng mà vì đứa cháu thân yêu của mình, quý vị vẫn sắp xếp thời gian và công việc để đến tham dự cái buổi lễ lại xuất giá hôm nay, phải nói hết sức là đầy đủ. Đây là một cái vinh dự lớn cho gia đình nói chung và nói riêng là hạnh phúc của cháu Quỳnh Giao. Thì một lần nữa thì tôi cũng xin thay mặt cho chú Thím Mực xin chân thành cảm ơn quý khách và kính chúc quý khách được an khang thịnh vượng. Kính mời ông bà cô bác cùng thân bằng quý thuộc của tập họ nhà gái sáng mai là đúng 8 giờ hãy đến để dự cái buổi lễ thành hôn của hai cháu Quỳnh Giao và Thanh Phát. Sau đây thì tôi cũng xin thay mặt cho gia đình kính mời quý vị chúng ta hãy ra ngoài không trường phía trước sẽ dùng với tập gia đình một buổi tiệc hết sức là ngon miệng. Chân thành cảm ơn. Về nghe mùi tóc của đêm, thấy chút hương đôi môi thật mềm, ngọt ngào đôi môi. Ngày tình về chúng đôi, em bên anh ngày mình chung. Dịu dàng gọi tình lên ngôi, em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi, em bên anh chiều vàng thu rơi. Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Đây là đêm lại xuất giá, hiện vừa lại xuất giá xong. Thì tôi cậu hai của Bình Giao, thì tôi chúc cho hai cháu là được trăm năm hạnh phúc mãi mãi, trọn đời, hết cuộc đời này. Và thật là nhiều dồi dào sức khỏe, làm ăn thì làm đâu là tháng đó, tiền thì lúc nào cũng là đầy tủ. Và chúc năm nay là sang năm sau là sẽ có một hạt cu tí chào đời, là xin hết à. Chưa vang thu rơi, ngày dịu dàng.